Tiffany xin kính chào quý vị đang xem chương trình Tiffany Beauty and Lifestyle. Hôm nay Tiffany rất là vui tại vì có nhiều khán giả gọi cho Tiffany và email cho Tiffany và nói rằng Tiffany ơi, có thể nào làm một cái makeup show mà Tiffany, một người Tiffany không biết, và cộng thêm nữa là Tiffany làm một cái makeup show làm thế nào mà giống như mình đi ăn đám cưới hoặc là ngày lễ hoặc là ngày Tết hoặc là những holiday mình có thể làm makeup mà không cần phải đi những người chuyên gia thẩm mỹ phải làm, hoặc là những cái gì mà lẹ và đẹp và sang. Thật ra hôm nay thì Tiffany nói thật với quý vị là Tiffany rất là vui chọn được một người mẫu, nhưng mà thật ra Tiffany không biết mặt từ đâu hết. Tại hồi tối hôm qua thì Tiffany mới nhận bỏ trên Facebook, và cô người mẫu rất là đẹp của Tiffany hôm nay là Teresa, phải không? And Teresa nhận lời với Tiffany là làm người mẫu ngày hôm nay. Thì hôm nay Tiffany sẽ làm một cái kiểu rất là đẹp, đó là gọi là glamorous, là một cái mà rất là một cái kiểu make up thật là sang. Sống khi tại vì khi đôi khi mình nghĩ là tóc và nó quan trọng hơn make up, mà đối với Tiffany thật ra make up nó quan trọng hơn là tóc. Tại vì nếu mình làm make up thật là đẹp mà mình làm kiểu tóc rất là đơn sơ thì nó làm cho mình rất là quý phái. Thì hôm nay Tiffany sẽ là một cái loại make up gọi là quý phái. Thì Tiffany trông rằng các chị, các bác, gái ở ngoài đó đang coi chương trình của Tiffany sẽ là rất là lộng lẫy khi đi những buổi tiệc, hoặc là có thể làm những cái kiểu make up như thế này hàng ngày cũng được, giống như Tiffany hôm nay. Thật ra cái lộng lẫy và cái make up hôm nay Tiffany hướng dẫn, thường thường mình nghe là giống như cô Minh Tinh và ca sĩ rất là nổi tiếng trên nước Mỹ, đó là Jennifer Lopez. Thì Tiffany thật ra cái kiểu đó thật nó rất là sang và nó làm cho da của mình rất là đẹp. Giống như Tiffany đây nè, Tiffany đang mang cái kiểu nó gọi là Jennifer Lopez, là cái da của mình nó thật là flawless, là giống như nó đều, nó óng ánh nhưng mà nó không có kim tuyến. Nó làm cho cái nước da của mình luyển chuyển chứ nó không có làm cho nước da của mình giống như bị lì. Thì hôm nay Tiffany sẽ hướng dẫn từng giai đoạn một người mẫu của Tiffany hôm nay. Thì hôm nay Tiffany rất là hân hạnh gặp em, mà trong khi đó là Tiffany không biết, mới gặp em trong khi trước khi show. Thì trước hết trong làm như thế này á, làm cái makeup này, trước hết quý vị nên rửa mặt thật là sạch sẽ, rồi bắt đầu thoa nước hoa hồng là toner, rồi cộng thêm nữa là mình bỏ serum hay là cái gì đó. Rồi nhớ nha, là nên bỏ sunscreen trước khi làm makeup. Thì trước khi mình làm đó là thường thường Tiffany hướng dẫn, thì Tiffany nói với học sinh hoặc là tất cả những người khách của Tiffany là nên đánh mắt trước khi mình đánh nền phấn. Tại vì khi mà mình đánh nền phấn trước thì khi mình đánh mắt thì nó lại những cái bột phấn nó sẽ làm trên mắt của mình, trên mặt của mình thì nó lại không có đẹp. Thì trước khi mình làm mắt thì mình phải bôi một cái loại kem nó gọi là primer. Nếu quý vị dùng cái sunscreen này, loại này thì không cần dùng cái này. Nếu mà các bác anh chị mà dùng không dùng cái loại kem sunscreen này thì nên dùng cái loại này trên cái sunscreen mà các anh chị đang dùng. Tại cái này là gọi là foundation primer. Foundation primer là để làm gì? Để nó bình quân lại cái da của mình, nó làm cho makeup của mình giống như nó sẽ giữ nguyên cả ngày, nó không bị phai đi và cái màu sắc nó không bị tái đi. Nên cái primer nó rất là quan trọng. Nên quý vị cũng thấy là những người chuyên môn giống như Tiffany và má các chị, các anh khác mà mang makeup thì giữ rất là lâu, là tại vì trong chuyên nghề thì chuyên môn hồi nào cũng dùng cái primer để mà làm cho cái da mình nó bình quân trước khi mình làm makeup. Thì nếu mình dùng cái này thì mình khỏi dùng cái này nhé. Ok, thì bây giờ như ví dụ là khi mình dùng đó thì mình dùng cái primer hoặc là sunscreen. Nếu mà mình có đi đâu chơi mà mình nghĩ là tôi muốn nó giữ nguyên cả ngày, cả đêm cả ngày luôn á, thì quý vị nên
dùng cả hai nếu mình muốn, còn mình dùng một thì không sao hết ha. Thì Tiffany thường thường thì Tiffany dùng cái sunscreen, thì Tiffany dùng một cái hồ lô, giống như cái hồ lô như vậy nè, rồi nhúng nước đi thì nó sẽ làm cho mềm, nó rất là mềm. Thì khi mà hồ lô như vậy mình không có dùng tay thì đôi khi cái tay của mình nó dơ hoặc là tay của mình chảy mồ hôi thì nó lại làm cho cái da mặt của mình nó không có đẹp và make up nó không có sáng đi. Thì trước hết mình dùng một cái sunscreen mà hồi nãy Tiffany bỏ lên ha. Thì một là mình dùng cái đó, hai là mình dùng cả hai primer cũng được. Thì khi mình dùng cái sunscreen mà Tiffany rất là thích mà đánh cái sunscreen với cái hồ lô là tại vì nó làm cho thấm vô cái da của mình rất là lẹ, và cộng thêm nữa nó có chất ẩm ở trong, chất nước ở trong đó nên nó không có làm cho cái da của mình bị sần sù, và nữa là nó thấm lên rất là dễ dàng. Thì quý vị thấy đây ha, và nữa là nó không ăn cái kem của mình nhiều nên Tiffany rất là thích cái loại sunscreen này. Đó, quý vị thấy. Thì khi mình làm như vậy thì cái cục hồ lô này nó đã có sunscreen rồi. Và chút xíu nữa mình lại đánh phấn lên thì nó rất là làm cho cái phấn của mình rất là đẹp. Và nữa là nó nhiều sunscreen. À, khi mình xong đó rồi thì bắt đầu mình đánh mắt ha. Cũng vậy, Tiffany làm, tại hôm nay Tiffany làm cho, không phải là cho những người chuyên nghề, mà Tiffany làm những cái động tác cho các bác anh chị, các em ở ngoài đó mình có thể ở nhà làm. Nên nó không có cầu kỳ, nên Tiffany sẽ không có dùng cọ nhiều, Tiffany không có dùng những cái mà quá khó nên không có thể mà làm được. Thì Tiffany trước hết là mình bỏ đó xong, bỏ sunscreen xong, cái thứ nhì mình sẽ bỏ cái eye base là một cái giống như cái phấn lót trên cái cặp mắt của mình để gì nó ăn màu lẹ và nó giữ cặp mắt của mình không bị, màu mắt của mình không bị phai, và nó làm những cái khuyết điểm trên mắt của mình nó sẽ tan đi, giống như là một cái concealer che đậy nó đi ha. Thì nữa là khi mà Tiffany làm như thế này đó, Tiffany lấy một chút xíu thì mình lấy cái ngón tay ở nhà, giống như hồi nãy Tiffany nói là Tiffany sẽ hướng dẫn theo ở trong nhà chứ không phải là một người professional ha nhá. Thì thường thường thì professional thì mình phải lấy một cái cọ, thì quý vị lấy một chút xíu, đừng nên lấy cái tay và quẹt cái trong đó mà quẹt lên trên mặt của mình. Mình lấy một chút xíu. Nữa là cái hồ lô nè, mình lấy cái đầu nhọn của cái hồ lô ha, cái này là phấn kem, cái là cái chỗ mà cái bề lớn, còn cái chỗ nhọn á là mình dùng cho cái eye base. Mình bỏ lên đây, bắt đầu mình bỏ lên chập mắt. Khi mình làm như thế này thì cái mắt nó rất là đẹp, beautiful. Thì làm như vậy thì cặp mắt nó đã có kem lót trên đó. Đừng bao giờ lấy kem phấn mà mình đánh trên mặt mà bỏ lên mắt, là tại vì nó sẽ làm cho cái, tại vì phấn hồi nào nó cũng có chất ẩm ở trong đó, nó sẽ làm cái màu phấn nó dễ bay đi ha. Dạ, thì bây giờ mình có eye base xong, rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Thì bây giờ cũng cái đồ hồ lô đó, mình lấy cái eye base đó, mình ngó lên ha, bắt đầu mình đánh ở dưới để gì? Để mình mang giống như là liner hoặc là những cái cây viết chì thì nó không bị lem ha. Thì bây giờ xong, bắt đầu mình làm cặp mắt. Cái kiểu này là kiểu rất là đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, nó làm cho mình rất là sang trọng. Thì với nữa là tí nữa Tiffany sẽ hướng dẫn thêm về nền phấn, tại vì kiểu mà Jennifer Lopez là một cái kiểu mà cái da nó thật, nó phải ống ánh đó. Vì lý do mà hôm nay Tiffany chọn đề tài này, tại vì đi chợ hoặc là đi ra đâu có các bác, các chị đều hỏi Tiffany tại sao da của Tiffany nó giống như Tiffany không mang makeup gì hết, và nữa là nó làm rất là sáng. Nên muốn cái mặt của mình sáng thì mình đánh như thế nào. Thì hôm nay Tiffany sẽ hướng dẫn. Thì trước nhất là khi mà mình muốn cái kiểu mà glamorous á, thì cặp mắt nó phải dịu mà cái môi của mình phải đậm. Thì cái có hai cái động tác thôi, nó rất là dễ. Thì quý vị cần một cái cọ. Thì cái cọ của nó là nó rất đơn giản, nó hơi bự một chút xíu. Thì mình cứ nghĩ là cái cọ đó nó giống như cái tay mà cái tay ngón tay đeo nhẫn của mình vậy đó. Nó trong ngón tay đeo nhẫn của mình ha. Nếu mà bự quá thì nó sẽ làm cho cái mắt mình không có đẹp. Thì mình lấy một cái màu sáng, thì bây giờ Tiffany sẽ lấy lên cho quý vị thấy ha. Thì bây giờ đây là, thật ra những cái make up này là Tiffany đã nói là Tiffany muốn làm theo ở nhà, nên những cái mỹ phẩm này không phải là những mỹ phẩm
mà Tiffany thường thường đi làm hoặc đi dạy. Cái này là của bản thân của Tiffany. Tại Tiffany muốn mình làm sao ở nhà thì mình làm trên TV cho các bác anh chị không nghĩ là trời ơi khó quá nên tôi không làm được. Nó cũng chỉ cần nhiều, không có cần nhiều thứ đâu, chỉ cần một cái hộp make up như thế này. Tiffany xin lỗi trước, cái này của Tiffany dùng ở nhà nên á, là những cái màu Tiffany đã dùng trên mắt của Tiffany và nữa là dùng mỗi ngày. Thì chút xíu là Tiffany sẽ trở lại trong một giây phút là những thông tin thương mại để Tiffany hướng dẫn các bác anh chị về làm sao một cặp mắt rất là đơn giản nhưng mà rất là mơ màng và rất là sexy. Thì chút xíu nữa Tiffany sẽ gặp lại nhé.